bóng sâu xuống. Việt Dung ra đây. Huỳnh Như khung thành trống rồi. Và tỷ số là 1-0. Đã có bàn thắng cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Đây là đội hình xuất phát của đội tuyển nữ Việt Nam trong trận đấu ngày hôm nay. Chỉ có duy nhất một sự thay đổi so với cuộc gặp gỡ của hai đội ở vòng bảng, đó là vị trí của Trần Thị Hải Linh. Còn với cầu thủ Myanmar, đáng chú ý trong đội hình xuất phát của họ ngày hôm nay, huấn luyện viên Uki Tetiro đã không sử dụng số 7 là Win Thein Tun và số 8 là So So Than. Vậy là hiệp 1 của trận đấu đã bắt đầu. Trong hiệp 1 thì đội tuyển nữ Việt Nam trong trang phục áo đỏ, quần đỏ và tất đỏ bảo vệ khung thành bên phía tay trái màn hình của quý vị khán giả. Tình huống mà Tuyết Dung hoàn toàn có thể phát huy được kỹ thuật và cú sút phạt sở trường. Phút thứ 2 của trận đấu, Tuyết Dung, Huỳnh Như không được. Đó là tình huống băng vào và chạm bóng hết sức nhạy cảm của Huỳnh Như. Những pha chạm một của Huỳnh Như vẫn luôn là của hiếm. Tình huống di chuyển chạy chỗ rất thông minh. Và pha chạm bóng bằng má ngoài của thủ quân đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Đó là một khởi đầu tích cực cho chúng ta. Một góc máy cho thấy Huỳnh Như đã ở rất gần với bàn thắng rồi. Trần Thị Thu và thả bóng sâu xuống. Việt Dung ra đây. Huỳnh Như khung thành trống rồi. Và tỷ số là 1-0. Đã có bàn thắng cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Lại là Huỳnh Như. Vậy là chúng ta chỉ có chờ sau khoảng hơn 2 phút so với ở trận đấu gặp nhau ở vòng bảng thôi. Phút thứ 12 và lưới của Myanmar đã rung lên. Tiếp tục làm tình huống mà Huỳnh Như và Tuyết Dung đã tỏa sáng. Chúng ta hãy cùng theo dõi lại đường chuyền này. Tình huống di chuyển rất hay của Tuyết Dung và pha dướn người của Tuyết Dung đã trở thành một đường kiến tạo không thể dễ dàng hơn cho Huỳnh Như. Và chạm bóng quá đơn giản của Huỳnh Như. Nhưng trước đó là tình huống phối hợp tập thể tuyệt vời của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Đó cũng là sức mạnh lớn nhất mà huấn luyện viên Mai Đức Chung luôn cố gắng xây dựng cho các học trò. Một cười thật hiền hậu của huấn luyện viên Mai Đức Chung và khoảnh khắc ăn mừng mà chúng ta vẫn thường thấy ở Huỳnh Như. Nó từng có giai đoạn điều kiện về chiến dịch trận thương là rất hạn chế. Treo bóng rất khó chịu. Rồi, đây là thời cơ bóng ở trước cửa khung thành nhưng không có cú sút. Và ra vào không tốt của thủ môn về phía Myanmar. Thủ thảo dứt điểm. Có quá đông cái bóng áo trắng. Tuyết Dung rất cố gắng, vẫn là Tuyết Dung. Tuyệt vời Tuyết Dung, đây là Huỳnh Như. Huỳnh Như, Bích Thùy đang băng lên. Nhưng vẫn là Huỳnh Như chân trái. Đá hơi nhẹ. Một lần nữa chúng ta thấy được sự kết nối tuyệt vời giữa Tuyết Dung và Huỳnh Như. Hướng tấn công bên cánh trái đang làm hướng tấn công cực kỳ lợi hại của đội tuyển nữ Việt Nam. Vẫn là những tình huống xử lý kỹ thuật của Huỳnh Như. Góc sút là hơi hẹp và cơ hội là không nhiều cho Huỳnh Như ở cú sút này. Rõ ràng là thế trận của chúng ta đang rất đáng lạc quan, đúng không chị Phương Nguyệt? Đúng là như vậy. Điều đó là hoàn toàn hợp lý khi chúng ta là đội bóng đang dẫn trước. Và những người sốt ruột hơn không phải là chúng ta mà là đội bạn. Đây là pha lên bóng rất tốc độ của Bích Thùy. Đột phá, cú sút. Tình huống mà Bích Thùy đã quyết định đẩy bóng vào trung lộ và thực hiện một cú sửa lòng để giúp cho các đồng đội. Đây là một quả chạm bóng nguy hiểm của Myanmar. Vẫn là Kim Malatun. Quả bóng hiếm hoi mà chúng ta thấy số 10 của Myanmar đặt chân vào trong vòng cấm địa của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Ngay lập tức sóng gió đã nổi lên. Đánh đầu trong tư thế hơi vơi của Kim Malatun. Rõ ràng những pha bóng bổng là điều chúng ta vẫn phải dè chừng. Cái việc cũng chỉ là một bàn thôi. Và nếu như chúng ta dồn ép và có thêm một bàn thắng nữa thì khó khăn sẽ là gấp bội. Đây là Thanh Nhã. Bên trong là Hải Yến, vẫn là Thanh Nhã. Một cú đá cũng rất giống với pha dứt điểm của Thùy Trang ở vòng bảng. Nhưng thực sự là góc đá này còn khó hơn. Và đây là bàn thắng in đậm dấu ấn cá nhân của Thanh Nhã. Một mình Thanh Nhã tranh cướp giữa hai cầu thủ Myanmar lấy được bóng. Và cú đá quá đẹp. Tuyệt vời Thanh Nhã. Bàn thắng đầy kỹ thuật của Thanh Nhã.
bóng đi liệng và xoáy khiến cho thủ thành Miami đã không thể kiểm soát được. Một đường cong hoàn hảo và nó khiến cho cảm xúc huấn luyện viên Mai Đức Chung trở nên tuyệt vời hơn. Niềm vui của ban huấn luyện cùng với đội tuyển nữ Việt Nam 2-0. Một trong những cầu thủ trẻ được huấn luyện viên Mai Đức Chung chăm bẵm và kỳ vọng nhiều nhất đã lên tiếng. Tất nhiên là nó chưa mang lại bất cứ một hiệu quả nào. Dù sao thì nhìn từ góc độ của Myanmar, nếu như họ thua trận chung kết cũng làm kết quả không tồi. Khi mà đã 18 năm mới góp mặt ở trận trận huy chương vàng, Diên Thị Vân có khoảng trống để bóng vào cho Tuyết Dung. Chúng ta đang chờ đợi bàn thắng đầu tiên của Tuyết Dung. Nếu điều đó xảy ra sẽ là hoàn hảo. Cú sút xa và ra chân rất tự tin của Phạm Hải Yến. Chơi rất thoải mái. Một pha ra chân có phần hào phóng của Hải Yến trong một thế trận quá thuận lợi cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Và treo bóng của Myanmar quá đơn giản với Kim Thành. Thậm chí các thủ Myanmar đang liên tục có những pha ham bóng nguy hiểm trong những phút cuối cùng. Đó là biểu hiện của sự bất lực. Một tình huống lao vào rất thừa của số 8 bên phía Myanmar đã khiến cho Kim Thành bị đau. Đầu gối của San Thọ Thọ đã va chạm với sườn của Kim Thành. 5 phút bù giờ, 5 phút nữa để chúng ta chính thức sở hữu tấm huy chương vàng SEA Games thứ 8 và là huy chương vàng bóng đá nữ thứ 4 liên tiếp. Sau 18 năm, chúng ta mới có một đối thủ mới trong cuộc cạnh tranh tấm huy chương vàng SEA Games. Myanmar đã làm tất cả để đi tới trận đấu cuối cùng này. Họ cũng kỳ vọng rằng ngày hôm nay sẽ là một ngày lịch sử của bóng đá nữ Myanmar. Nhưng tất nhiên, lịch sử lúc này đang gọi tên Việt Nam. Niềm vui của những cổ động viên Việt Nam, chúng ta có quyền tự tin. Có quyền tự tin về một tấm huy chương vàng SEA Games tiếp theo. Mọi thứ đều đang hướng về chúng ta. Hải Yến. Một mình Hải Yến đang có mặt trong khu vực 16m50. Quyết định dứt điểm là chính xác. Hải Yến đã quyết định xử lý ngay chứ không chờ đồng đội băng lên. Thì ra chân hoàn toàn chấp nhận được. Ta vừa có cơ hội để thêm vào chiếc gương miệng của mình một viên kim cương nữa. Kim Maratun đã phát góc và Kim Thành bắt gọn bóng. Đó là dấu chấm hết cho những nỗ lực ít ỏi còn lại của đội tuyển Myanmar. Và lúc này chúng ta hãy cùng nhau đếm ngược để chờ đợi khoảnh khắc mà trọng tài nổi vòi kết thúc trận đấu. Và hết giờ.